Thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025, huyện Thủy Nguyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng đường găng tiến độ và tổ chức triển khai đồng thời các nhóm nhiệm vụ: quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, quy hoạch phân khu đô thị mới Thủy Nguyên, chương trình phát triển đô thị, đề án phân loại đô thị, báo cáo trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực xã thị trấn dự kiến trở thành phường. Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, ngày 1 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 52 về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trình kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp về nội dung đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên huyện thủy nguyên được xác định là địa phương thực hiện xin ý kiến cử tri rộng rãi nhất nhiều nội dung nhất với số lượng cử tri nhiều nhất thành phố đồng thời xác định công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri là nhiệm vụ hết sức quan trọng đảm bảo tính công khai dân chủ trong quy trình thực hiện đề án theo luật định tạo tiền đề xây dựng thành phố thủy nguyên theo đúng lộ trình đề ra Đến nay, trên địa bàn toàn huyện, các xã thị trấn đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp về nội dung đề án. Với xã Tân Dương chúng tôi, hiện tại đã triển khai liêm yết danh sách cử tri tại 12 điểm, trong đấy có 8 điểm dân cư và 4 điểm đặc biệt tại các đơn vị quân đội thế hiện tại với cái tổng số cử tri chúng tôi thống kê là bảy nghìn cử tri và hai nghìn hộ trên địa bàn dân cư của chúng tôi thì cái việc trang trí khánh tiết theo cái sự chỉ đạo của huyện ủy ủy ban dân huyện thì chúng tôi cũng đã trang trí các cái ma và các cái bảng biểu theo đúng cái tiêu chí yêu cầu của ủy ban dân huyện cũng như của huyện ủy đã đề ra qua rà soát thống kê tổng số hộ dân trên địa bàn toàn huyện là gần 112.000 mười hai hộ Tổng số cử tri là trên 254.000 người, trong đó có gần 124.000 cử tri nam, trên 130.000 cử tri nữ và trên 3.000 cử tri thuộc đơn vị lực lượng vũ trang. Đến nay các xã thị trấn đã tổ chức niêm yết danh sách cử tri và các tài liệu liên quan tại trụ sở Ủy ban nhân dân và các thôn tổ dân phố, địa điểm bỏ phiếu từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024 đã lập xong 297 tổ lấy ý kiến cử tri với gần 2.000 thành viên. Trong đó có 285 thôn tổ dân phố và 11 tổ khối lực lượng vũ trang. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân xã thì đã thứ nhất là về phần liêm yết danh sách cử tri thì thực hiện đúng đầy đủ và đến giờ phút này tất cả các trang trí khánh thiết trong ngoài nhà văn hóa và đặc biệt là các tuyến đường thì cờ đã chuẩn bị tốt cho công tác này nếu như mà bây giờ mà có làm ngay thì cũng đã đã làm được rồi Thế còn về nhân dân thì nhân dân thì cũng đồng thuận cao nhân dân thì hưởng ứng hàng ngày đã đến nơi đi biết là xem xét rồi là là còn xem có thiếu của nhà mình không là đã, 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 thường xuyên là đến để kiểm tra Thế và đặc biệt là đã có cái kế hoạch chỉ đạo xuyên suốt là, là từ huyện xuống xã xã đến cơ sở để đến nay nhân dân đồng thuận các cử tri đồng thuận rất là cao về việc là sát nhập xã Tân Dương và xã Dương Quan lên phường. Để đảm bảo công tác tuyên truyền, góp phần thông tin đầy đủ đến cử tri, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao nhất trong nhân dân. Các phòng ban chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, các tin bài liên quan đến việc sắp xếp của đơn vị mình để người dân tại địa phương nắm được phương án, tên gọi của xã phường mình trong tương lai cũng như sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố hải phòng tại huyện thủy nguyên tuyên truyền thông báo về các điểm niêm yết danh sách cử tri tổ chức trang trí tuyên truyền tại trung tâm các xã thị trấn địa điểm niêm yết danh sách cử tri và các khu vực liên quan tại trụ sở ủy ban nhân dân và các thôn tổ dân phố đã được trang trí cờ hoa rực rỡ bố trí hai bảng riêng biệt để niêm yết danh sách cử tri và tài liệu liên quan ở nơi trung tâm dễ thấy, giúp cử tri tiếp cận đầy đủ thông tin, đồng tình ủng hộ chủ trương phương án sắp xếp các đơn vị hành chính thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Chủ trương mà thiên hương tới đây được lên phường và đặc biệt là thành ph... huyện Thủy Nguyên mà được lên thành phố đây là cái chủ trương là vô cùng là lớn của Đảng và chính phủ đã có một cái quyết sách như vậy thì là người dân chúng tôi là vô cùng phấn khởi. Cá nhân tôi nói riêng và đặc biệt là nhân dân khu vực thôn 6 thì cái tính đồng thuận và cái sự kỳ vọng là rất là lớn. Người dân là rất mong đợi cái 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 chủ trương này để sớm trở thành hiện thực. Xây dựng thành phố Thủy Nguyên là một quyết định mang tính lịch sử. Mỗi người dân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên sẽ thể hiện trách nhiệm đối với quê hương Thủy Nguyên cuột khởi anh hùng vào ngày 30, 31 tháng 3 tới, huyện Thủy Nguyên tổ chức lấy ý kiến cử tri trình kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp về nội dung đề án các cử tri tiếp tục phát huy quyền làm chủ, đồng tình với đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ cao nhất. Đó sẽ là những ý kiến thiết thực, sâu sắc để góp phần xây dựng một thành phố thủy nguyên là trung tâm hành chính chính trị mới của thành phố hải phòng là trung tâm công nghiệp thương mại dịch vụ tài chính du lịch văn hóa thể dục thể thao y tế giáo dục là trung tâm nghề cá vùng duyên hải bắc bộ là đô thị thông minh sinh thái thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh